rồi mới em đi. Em đi thì chắc cỡ nó mắc chắc cỡ 12 giờ vậy à. Rồi em cũng biết nó đó, rồi thằng thứ tư này nè. Đi kêu, nói má ơi, con bầu nó chết rồi, em nói trời cái gì mà chết. Nó nói bầu trúng gió. Ở đây rồi hoảng quá à, chạy vô nhà anh ta, đi đường nhà anh ta luôn. Rồi lắc con ngoài nó tại sao mà vậy trời. Rồi mấy người nói coi con có trúng gió không. Rồi nói bọn nhỏ này nói là má ơi tai với ai mới bị giật điện. Rồi nói sao mà giật điện, không có giật điện gì đâu. Rồi nó nói chẳng té chỗ trúng gạch ống cái gì. Mới ở trước bả chạm điện ra mới bả ngã, mới hằng trai bả mới là chạy ra lại kêu nói là má tao cũng bị giật, chắc con mày cũng bị giật ai rồi. Chào mừng cô chú chị trở lại kênh YouTube Minh Tơ TV. Lời nói đầu tiên Minh Tơ gửi lời chúc cô chú chị khán giả xem kênh ngày mới an lành và hạnh phúc. Hiện tại Minh Tơ đang có mặt tại xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Ngày hôm nay Minh Tơ nhận được thông tin có một cháu gái đi chơi á cô chú chị, thì khu vực vòng vòng nhà bị chập điện mất đi. Minh Tơ cũng vừa tới đây cô chú chị, bây giờ Minh Tơ muốn tiến vào bên trong, Minh Tơ muốn chia sẻ lại hoàn cảnh này để cho cô chú chị biết thêm. Mình thấy cái nhà mình nhìn thấy của chú chị là rất là nhỏ. Bây giờ mình ta tiến vào bên trong để gặp gia đình để chia sẻ thêm như thế nào. Mời cô chú chị theo chân mình ta vào bên trong. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Thì hiện tại mấy anh em đang có mặt tại xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, thành phố Sóc Trăng. Chia sẻ lại sự việc là không may một em nhỏ đã bị chập điện và ra đi. Thì hiện tại thì em có mặt với gia đình trước màn hình chúng ta là mẹ của cháu. Thì sự việc như thế nào vậy chị? Dạ, bữa đó muốn qua em đi muộn, rồi nó đòi đi theo. Rồi nó nói ơi má ơi con đi trước. Rồi nó thôi vậy đi trước đi, ba ăn cơm rồi ba đi làm rồi hả má ra. Thì nó đứng ở đó hoài, rồi nó nói ơi má đi. Rồi con đi sao, rồi tự nhiên em đi ra ruộng rồi tự nhiên em thấy nó sao lâu đi chỗ em quá. Rồi có thằng trai nói má ơi con bầu á nó chết rồi má. Rồi bữa nay em chạy về. Chị cho em hỏi là ngày hôm qua là sự việc là xảy ra lúc mấy giờ? Từ chắc cỡ 11 giờ 12 giờ gì đó, tại em ở ruộng. 11 12 giờ trưa ha. Mà chị đi ruộng không có về nghỉ trưa hả? Không, 11 giờ là ba nó ăn cơm xong hết rồi mới em đi. Em đi thì chắc cỡ nó mắc chắc cỡ 12 giờ vậy à. Rồi em cũng biết nó đó, rồi thằng thứ tư này nè. Đi kêu, nói má ơi, con bầu nó chết rồi, em nói trời cái gì mà chết. Nó nói bầu trúng gió. Ở đây rồi hoảng quá à, chạy vô nhà anh ta, đi đường nhà anh ta luôn. Rồi lắc con ngoài nó tại sao mà vậy trời. Rồi mấy người nói coi con có trúng gió không. Rồi nói bọn nhỏ này nói là má ơi tai với ai mới bị giật điện. Rồi nói sao mà giật điện, không có giật điện gì đâu. Rồi nói chẳng té chỗ trúng gạch ống cái gì. Mới ở trước bả chạm điện ra mới bả ngã, mới hằng trai bả mới là chạy ra lại kêu nói là má tao cũng bị giật, chắc con mình cũng bị giật ai rồi. Gia đình mình có thể bao nhiêu thành viên? Dạ, em 8 đứa. 8 đứa? 8 đứa con hả chị? Dạ. Thì cuộc sống hàng ngày là làm cái gì sống? Em đi hái con muống gì đó, rồi chồng thì làm bê. Con xã làm bê, chị đi hái con muống vòng vòng. Dạ. Nhà cửa như thế này thì 8 đứa ở đâu cho hết vậy? Thì ngủ chung một giường, có khi 3-4 người gì đó dồn chung. Thì cháu là thứ mấy vậy? Dạ thứ sáu. Thứ sáu hả chị? Cháu gái hả chị? Gái. Bao nhiêu tuổi hả chị? Nó 9 tuổi rồi. Năm nay mà nó không vậy, nó học lớp 4 rồi. Cháu tên gì? Thì Du Duyên. Cháu Duyên ha. Dạ. Rồi ngày hôm qua là khi mà sự việc xảy ra rồi là chị vô đó là
thấy cháu như thế nào rồi? Thấy nó nằm rồi tôi cũng lắc đầu, tôi kêu hoài rồi tôi tưởng trúng gió. Tôi gắn lấy mà kia cạo cho nó không có tỉnh. Rồi nói bầu ơi, sao như bầu? Rồi em gờ có lỗ mũi lên thì nó tắt thở rồi. Rồi bên bác sĩ, bên chủ kêu bác sĩ đi, đi tới trạm mà chủ quân y nó khám rồi xong hết rồi nó cũng làm. Nó nói vợ bé vậy rồi, trở về bên đây. Em muốn xỉu không à. Rồi lúc đó là khi mà cháu bị chập điện đó là ai bế cháu vô nhà? Anh trai hay gì á, thằng đó đó. Không biết ai bé vô gì. Ai ẵm em vô gì? Bà ngoại ẵm vô mới là bà ngoại giữ, mới là thằng này đi kêu mày ruộng á. Khi chị vô tới nhà thì cháu đã không còn nhúc nhích hả? Không. Rồi lúc đó mình ngoài gia đình mình có sơ cứu hay là cái gì để cháu? Em cũng la lắm, em la em kiếm xe ôm nặng kiếm người, nhưng mà xe ôm nó hơi xa trên chợ lận, rồi mới là chủ này nè kêu taxi chở hai người đi chở, thì nhỏ này nó mắc ở nhà rồi. Rồi mà khi mà chị vào tới nhà là thấy cháu đã không còn thở nữa, cũng có kêu xe ôm đi hả? Dạ, kêu xe ôm đi kiếm, nhưng mà xe ôm nó trên chợ rồi có ngay đi, rồi tới bưng y mới là em đi qua bên chỗ nhà ông Thầu đó, kêu vợ ông Thầu điện cho ba nó về. Dạ. Trời ơi, hay ơi, làm những thủ ăn, làm mấy khi hiếu trước phục sau, làm mấy khi mượn tiền. Làm sao mà giờ này khi mà tụi em lại chưa có thấy cái gì ảnh của cháu nữa chị? Ơi, nãy là nhỏ chị nó bây giờ điện thoại đâu rồi? Dạ, được rồi chị. Lớn nhất là bao nhiêu tuổi vậy con của chị á? Là, lớn không, là 20 rồi. Lớn 20 rồi, nhỏ nhất là bao nhiêu? Nhỏ thứ 3 thì 19 rồi. Út, cháu Út là bao nhiêu tuổi? Đâu bé Út này nè. Mấy tuổi? Đây Út đó hả? Mấy tháng tuổi rồi? Tụi mặt khu ấp đó. Một tuổi rồi. Còn bé này mới 12 tuổi ra bé ké đó. Là 8 đứa con. Chị có nghe mấy đứa ở nhà nó kể lại là như thế nào mà xảy ra sự việc như thế không chị? Thì nó cũng kể nói con thấy con bầu em ở ngoài á, đứng hàng rào hả miệng hoài à. Rồi con tưởng nó là áp xì đợi ngày nắng nè. Rồi có ngày nó cũng đi tới, nhờ hơn nó cũng đi tới thì dính bốn đứa có luôn rồi. Nó cũng đi hút đi. Vì chắc mà giật no so no kiểu giật quá rồi mới là hết điện, mới là nó văng ra nó. Cái hàng rào đó là hàng rào lưới hả chị? Hàng rào 40 nè, giống bên đây nè, nhưng mà nó trước. Nó cũng thấp ha. Mình nghe nó là mất tới 2 người hả chị? Mất 2 người. Con ai mất trước? Dạ. Con người kia? Người kia mất sao? Nhầm sao chị? Nhầm là mợ. Bà mợ. Rồi chồng bả là em của bà này. Dạ. Ra cho em hiểu. Mà cái câu chuyện mà ví dụ như bây giờ mà cháu đã bị điện chặt rồi, mà lúc đó là khi mà bà mợ hả? Bà mợ ra là cháu còn ở đó không? Ăn cơm về. Tại vì sao? Đi ruộng chứ mới về. Không. Ăn đem cháu vô nhà chưa? Vô rồi. Đem vô rồi. Đem vô rồi. Làm sao vô để đây nè, ngồi lắc nó hoài nè. Rồi là bà mợ mới đi ra, mới bị sao nữa? Sao chứ bị sao nữa gì á? Bà ngoại phải không? Bà ngoại có bé. Bà ngoại. Hôm qua bà ngoại có nhà không? Có. Có hả? Có bà giữ như này. Bà ngoại đưa em. Cái bà ngoại lên đây bà ngoại. Con hỏi cho bà con biết thêm với. Đưa bôi cho sữa nó bú cho con nó buồn ngủ rồi đó không? Như bà ngoại đi. Bà ngoại lên đây ngồi con ngồi chia sẻ chút bà ngoại. Thì cũng hơi mập mờ, cũng chưa rõ như thế nào, thì chị cũng là đi ruộng ở nhà. Tôi nói cho nghe. Dạ bà ngoại kể. Hồi nó bị tôi không biết, cái thằng nhỏ xíu bà bố ngoài mẫu giáo lớp 1 đó, thì nó ở ngoài ơi. Con bầu nó bị gì kìa nằm kìa ngoại ơi. Tôi chạy thì ôm nó thì cái hai cái tay chỗ này nè đứt. Rồi bị điện ha, bị chạm ha. Chắc chạm rồi tôi ngồi tôi giờ tôi được tôi vô nhậu với tôi nói chắc gió gì á. Tôi vô nhậu mới thấy cái tay, không để ý. Nhưng mà được. Thấy cái tay mình cũng chưa biết gì chưa đúng biết không? Gì nữa. Tôi ngồi cửa áo không mới thấy bụng đi hết. Thì lúc đó là bé đang ngã xuống rồi phải không? Hay còn dính rồi, vô. Ngã không biết ngã. Bây giờ con hỏi cái khúc này nào mà ngoại. Cái khúc mà cháu đã bị điện chặt rồi.
Mà cái lúc đó là di chuyển cháu vô nhà chưa mà bà? Vô rồi. Bà, cô bà ngồi trước, bà ngồi trước lúc cháu bà đó đi lúc cơm, cái rồi bà sao còn nó này vô rồi bà đi ra sao bị luôn á. Bà không biết nghĩ sao mà không biết sao. Lúc đó bà mở đi ra rồi mới bị sao nữa. Dạ, bà đi ra trước á. Không biết cháu bị như vậy mà bà chắc không biết là không biết. Cái lưới đó là có điện sao? Bà không biết. Bà không biết, bà nhỏ này không biết chó đâu, chỉ nhỏ này chó, thấy nằm nhỏ nằm đó à. Không có dụng đâu. Ừ. Dạ. Rồi lúc đó bà mở mất rồi có ai thấy không vòng vòng đó? Thì con bà có chạy ra nhưng mà trước nhoi luôn mà nghe tiếng em la thì mấy người quán cà phê nó cũng quản rồi, nó cũng hỏi gì đó. Trời, còn cháu tôi thì không biết đâu, cháu tôi không ai biết hết, nằm đó. Tôi đi ra tới tôi nói chắc ngỡ này gió, tôi nói bầu ơi thưa cái con bầu đi ra đi với em thì nó không có chết đâu. Mày thấy trước hả? Thấy trước là cái tư thế cháu như thế nào? Nó nằm đống vậy nè. Vì cái tay lúc đó còn dướng vô hàng rào. Cái tay không có đâu, nằm dưới đất rồi. Nằm ngay luôn à. Có mặt cái này bể luôn xinh. Hay lúc đó mình có cái sơ cứu cho cháu không? Có đắp sình, đắp gì cho cháu không? Không. Nó tắt hơi, nó thầm thở rồi. Là bé bị chứng gió. Không, bé chứng gió. Chưa có biết có điện giật nữa. Đi xin mỗi ngày đi chơi cho mỗi bữa đó. Đi xin chân lại giò. Mình cứ ngỡ là bị trúng gió ha. Cái lúc mà bà mở bị đó mới biết là bé bị. Biết mở bị là con bả lại báo đó, nói là má tao bị vậy, con mày cũng bị vậy rồi. Tôi nói rồi, vậy luôn. Rồi cuối cùng là như thế nào mới phát hiện là cái đường lưới nó có điện vậy? Vậy rồi em thấy chỗ nó hở cái chỗ. À, hở dây điện luôn hả? Hở cỡ dây điện máng lên. Máng lên trên cái đầu dây kia đó, dây 30 đó sao? 40 đó. Dạ, 40 đó cũng mừng. Dạ. Tôi đỡ cái người tao rồi, nói cái gì? Ngoại này kiếm nè, ngoại ơi, ngoại, bầu sao ngoại, bầu nằm tôi ngoại. Tôi quảng bầu tôi như này ngủ. Buổi sáng đó là bà ngoại ở nhà. Ở nhà. Vậy là từ lúc mà cháu đi ra đường. Năm cơm rồi, 11 giờ mới ra. Bà ngoại không có nghe là cháu la lên gì không, hết hả? Không, không có hết á, cái này giật không hết á. Rồi, đây con của chị đó hả? Cái này chắc mạnh lắm, không phải con này cháu đó, hẳn trai đó nè. Tám đứa hả chị? Cha nhỏ đó hả? Người Nhật thì nói rất là nhanh luôn, khi mà chạm vô rồi là nó co người. Không rồi. Có no, không về luôn như thế. Không, nếu mình biết phát hiện là bị điện giờ có thể mình sơ cứu lại kia lắp sình lắp kia mình nhồi tim này kia có thể cháu sống. Dạ. Sống không? Không sống đâu. Bị cháy ở đây hết rồi, đây nữa quá rồi. Nó tới mấy chỗ lần, bị tới mấy chỗ luôn ngoài. Tay nè, lưng nè, lưng nè, có tay nè, chân nè. Lâu lắm rồi, chẳng như là tay là nặng nhất không? Tay nghe nó bị lủng. Lủng hai, cái này nè. Tay, gì ngực, gì lưng nữa hả? Lấy cái tay này xuất hiện. Mà cái có thấy cái đường điện nó có bị đứt ra không? Có, đứt á. Như vậy. Giờ lúc đó nó nẹt, nó đứt ra luôn quá. Như vậy là bị gì, bị cái... Điện này chắc mạnh quá mấy cái tình trạng á. Cái tình trạng mà bị nhiều chỗ quá, nhiều khi là lúc đó cháu hiếu động cháu leo lên cái hàng rào, hai tay vịn hàng rào leo lên chứ gì. Nó không có leo lên, nó đi tới là nó đụng vậy luôn nè. Đụng vậy luôn mà. Giống như hàng rào vậy. Bị hai lưng gì tùm lum hết trơn. Nó hít vô hay sao? Nó hít vô hay sao? Nó giống như hàng rào vậy, nó vịn vô vậy nè. Ngày nào nó xong rồi chơi hết á, 4 giờ nó ngồi chơi rồi. Sao rồi chứ nó ngồi chơi sớm. 12 giờ ra. Má đi ruộng rồi, nó má đi trước đi, con đi sao? Rồi đi xa thôi. Gần tới lộ chưa? Thì gần tới lộ, dính lộ luôn mà. Bụi bông đó. Sát lộ luôn đó hả? Đi ra cũng thấy luôn rồi đó. Bụi giấy đó. Nhưng mà con muốn không biết là khúc nào á. Em hả, cái đường hạn mà đi ra. Dạ, biết. Nó nằm tới bụi bông đây á, nó nằm ở giữa đó. Quốc nhà bà bác này ha. Nó nằm ngay vậy đó, nằm ngay cây ở ngay cái chỗ trống á. Rồi bà ngoại ở chung với chị luôn hả? Ở đâu? Ở chung luôn hả? Rồi nhà tổng cộng ở bao nhiêu người nhà này? Nhà 10 người. Rồi trời ơi, ngủ ở đâu hết chứ hết? Không có vợ chồng đi hết hai đứa rồi. Nó đi nhà, nhỏ nó còn sống thì giường 4 người, 5 người. Thì cái nhà trống lỏng không có gì hết trơn, là có cái giường không mà tới 9 người. Con thấy tôn này mới đóng phải không? Đóng rồi nào? Mới đóng ngày tối luôn hả? Tối luôn hả? Trời ơi. Mấy ông người ta cho tiền đóng hả? Mình mua nhà mình mua. Dạ. Ấp nó cho mình đó hả? Không biết tôi làm cho mình thấy nó cưa cao thấp tùm lưa hết vậy. À nè. Cao thấp luôn cô chú chị. Giờ thì nhà quá trời tệ luôn cô chú chị, nhỏ xíu nè. Rồi cái
cái máy ở trên thôi, còn mấy cái vòng vòng là mới đóng cái gọt đó hả? Rồi chừng nào đem cháu đi thiêu? Một giờ nay hả? Một giờ trưa nay phải không? Vậy là còn có mấy tiếng đồng hồ nữa là tới giờ rồi. Mà dĩ dẫn của bé chưa có hết trơn. Là không có hình phải không? Không có gì. Có mà mờ quá. Mờ quá. Không thấy đâu. Làm thì làm, phải ra cái gì ảnh mới được. Có cái gì ảnh mới được chứ. Này mình thiêu hay là mình chôn? Thiêu hả? Thiêu ở chùa nào vậy cô? Chùa Cần Giờ. Chùa Cần Giờ. Chùa Cần Giờ. Có không? Mờ quá thì mờ luôn. Có tâm hình nè. Tấm hình đây là tấm có thẻ học sinh không? Dạ, không có thẻ học sinh đâu. Dạ. Mệt quá chưa làm được, một giờ đưa đi. Cái giờ đó là sư thầy coi hả chị? Thầy coi. Là đưa bé đi trước. Bà thì sao rồi mai? Bà thì đi sao? Bà nhìn khóc luôn rồi kìa, mẹ rồi tội con cái là khi mà đưa cháu ra ăn nghỉ cái nơi cuối cùng mà không có cái di ảnh này là chứ đau lòng quá. Cái điện thoại này nó bị rít làm sao bấm nó không có nhảy không? Người dân không, bây giờ em gia đình mình có chuyển cái máy này là chuyển qua Zalo khác, cái máy không có cách chuyển. Này iPad mà. Bây giờ em chuyển quá trời luôn. Cái này phải chuyển máy đi tới chỗ coi, nếu mà nó có cái gì nó gắn vô cùng dây nguồn à. Em sợ kết nối nó bị hư. Bây giờ kết nối qua Bluetooth rồi. Có bộ Bluetooth không? Bắn qua máy máy cao quá. Tội quá trời. Bây giờ cũng phải gắn kìm cách nặng có cái di ảnh cho cháu với tụ nghiệp cháu. Giờ bận còn vô bảo ơi bầu cứ đi con cái giòn tay đây tính hết. Vì năm nay là cháu học lớp mấy năm nay? Lớp 4. Năm nay lên lớp 4 không? Nãy cô nói cháu tên gì quên rồi. Thu Duyên. Thu Duyên ha. Má ơi, má ơi, mua áo cho con bộ đi, má mua dép luôn rồi mà giờ không mang nữa, mang dép cũ đi học. Để đi học. Đau lòng quá cô chú chị ơi, bây giờ cái gì ảnh của cháu chưa có rồi mà hình thì lấy ra không được, hình mà câm biết sao nữa. Nhỏ cái 14 tuổi, nó cái 9 tuổi á. Nhỏ bọn em 9 tuổi. Rồi hàng ngày là ba mẹ đi làm là ở trong nhà, ở nhà với bà ngoại ha. Rồi ngày hôm qua là cháu có nói với ngoại là cháu đi đâu mua đồ gì ra lộ mua đồ gì không? Má nó, má đi bẻ rau. Đi tìm kiếm má bẻ rau ha. Dạ, thì má đi trước đây con đi sau. Tôi giật liền, nó chắc nó giật rồi, má đi hú con ấy mà thấy nó đứng. Ừ. À, chị kêu với ngồi chị. Dạ, chị tên gì? Dạ, em. Thì à. Để lại với bạn đi cho anh. Cái công ty gì? Ừ. Gì? Khoảng thời gian bao lâu bà ngoại mới hay? Cứ 12 giờ mới hay, đâu có ai cho biết đâu, thằng nhỏ vô. Vậy bà ngoại không có đi ra đi vô lộ hả? Dạ, chỗ má nó, theo má nó, nó cũng có đi theo má. Ồ, mình tưởng là đi ra, ra mẹ đó ha. Ừ. Cho nên là bà ngoại ở nhà cũng không có đi kiếm ha. Không có đi kiếm, ta nó mép rồi. Mà bà ngồi với con, bà xuống ngồi luôn. Nó ăn cơm rồi đó. 11 giờ ăn cơm rồi ba đi mặn, mặn mới đi đó. Lúc tôi đi gãy, đi rùa, đi chợ về là có mặn giờ mà. Đi chợ, đi ra xuống nặng á. Là nghe má nó khóc rồi, thằng nhỏ thì chắc hơi mắt rồi. Nhỏ tại vì điện nó mất rồi. Rồi để có hình rồi, nếu không biết nữa thì nó chờ chết từ trước 12 giờ. Lúc đó còn sớm à, 11 giờ mấy là tôi đi gãy rồi, đi gãy mà chưa thấy nó ra ngoài nữa. Thấy nằm chỗ đó. Rồi tới tôi thấy nghe nhỏ này nè, nó đi tới đầu kinh đẳng chỗ Phúc Cần á. Nó đi lẳng ở đâu, nó bể rau gì đó. Là nó về. Nó khóc vừa la bầu ơi, bầu ơi, bầu ơi. Tôi tưởng cái gì tôi cái bụng, tôi bụng lên rồi nè. Nó nói chuyện tôi nghe không rõ. Chứ tôi gác đạp xe chở ngược lại, hai vỏ tôi giờ nghe chở ngược lại là phải nó nằm đây. Rồi cái nằm em vô. Thằng trai nó nói em mắc thở rồi. Nó hết thở. Tôi gõ bần bần rồi về này sốc sốc nữa, không giống nữa. Tôi gắng cắn cái vội gót này nữa. Gió đi cắn gót này nó tỉnh rồi. Bà ngoại bà cũng cháu vô là đầu tiên ha. Dạ. Rồi áo quan này mình mua hay là mình xin ở đâu? Chùa cho? Cho hả? Dạ. Chị ơi chị qua đây mấy em chị. Chị qua đây mấy em ha. Rồi chị đi làm một ngày bao nhiêu tiền?
40 tiền gạo. Chị có thể chị ngồi xuống được không, tại tụi em đang quay hai tay để con ngủ không? Dạ, để con một lát con sẽ giúp chút ứng cho để làm chút nhang khói ha. Nhang khói. Dạ. Rồi chị làm chị bao nhiêu tiền? Con giúp chút xíu nhang khói. 70. 70 hả? Dạ. Rồi ông xã, ông xã làm ngày nhiêu? Làm ngày khi được 300 thì mượn lại ăn thì trừ hết vậy đó. Rồi tới 8 đứa con làm sao lo nổi? 8 đứa tổng cộng trời ơi. Dạ, còn nhỏ nhất là chưa được 1 tuổi nữa hả? Dạ. Chưa đâu, chưa được 1 tuổi đâu. Trời ơi trời. Sao mình không kế hoạch á, mình sinh nhiều thế chị? Hả? Thấy mình khổ mà sinh nhiều vậy? Không có tivi nè, nhà trống quá, phải về ngủ sớm. Không có tivi ngủ sớm hả? Giờ nào còn nó còn hồi đó nó đi coi tivi nhà Út nó đặng á. Ba đứa anh em đi rồi 9 giờ gì. Chắc dụ đứa nhỏ đi coi tivi ở nhà mà bà ngoài phải không? Không phải Út kìa. Xinh quá trời nhiều luôn rồi, giờ con cái xíu luôn, bây giờ nè cái nhà này coi chút như thế nè. Còn là cái niệm, có một cái niệm bây giờ trải nằm hết gia đình luôn. Sao thì gãy hết luôn. Sao thì gãy hết luôn hả? Dạ, sụp luôn rồi. Cây. Rồi. Rồi ngày hôm qua là có đứa nhỏ nào đi chung với cháu Duyên không? Có thằng nhỏ đó, thằng học mẫu giáo nó vừa lớp 1 rồi. Đi giáo nó đi trước hết rồi. Đi trước rồi. Đi hai đứa hả? Đi ba đứa, đi hết ba đứa còn. Mà thằng ấy lợi như này. Đi bữa nay biết sao nó lại ở lại mình nó mới chết. Không ai ở mãi hết, phải nó ẩm đứa nhỏ này đi chơi chung nó là đi. Cái lúc ra hàng rào là chỉ có mình cháu Duyên à? Cháu Duyên ơi nè, nó ngồi đó nó ra quẹ qua nó ngồi nó chơi. Bữa nay nó chơi ơn đó, mỗi lần nó có hai ba đứa, mỗi lần cái con hàng xóm đó. Ngày lúc cháu mất rồi ở nhà mình còn tiền còn gì không? Còn gạo ăn không? Dạ? Không có tiền luôn hả? Có tiền đâu, đi lẻ gạo với bao. Không có tiền cái gì làm thỉnh sư tụng kinh cũng phải có tiền bố thư này kia sư. Không đâu, nãy chuẩn ta chờ. Chị thức dẫn nó cho ông tụng kinh đó. À. Trời. Thôi chị qua đây đại diện em xíu em gửi cho bà ngoại nè. Bà ngoại luôn quá, bà ngoại Trung đúng không? Dạ. Bà ngoại đại diện nhận giùm chút xíu tiền nhang khói cho cháu. Dạ, dạ. Là em con đứa này là thứ 6 nè. Mấy đứa con, đi ra này không mà. Nhà ông nội thì đi theo. Con đại diện của mình thân nhân của con là cô nữ và gái là chị Hồng gửi cho con. Dạ. Hai cô này ở Mỹ. Dạ. Cô 1 triệu để lo nhang khói cho mình nha. Dạ. Dạ. Con mình ta cũng hỗ trợ phần nha. Dạ. Quý quá trong giờ phút này. Thấy gia đình bây giờ nó không có gì trong nhà, cửa trống lỏng luôn. Nhà cũng vậy. Nhà không có hình luôn, thờ. Bây giờ di ảnh chưa có nữa nè. Di ảnh cho bé luôn nè. Trời ơi. Lúc thì mình cháu xin cảm ơn cô nữ là chị Hồng ở Mỹ ở Duyên gì đây. Rồi bà cố gắng lên ha. Dạ. Quá trời, trong nhà không có gì trong nhà hết trơn, chỉ có tấm mấy tấm tròn với dành vậy thôi. Nghe nói là ngày qua mấy tôm vòng vòng là mới đóng được hôm luôn. À, mới đóng được luôn hả con? Tôi mới đóng được hả? Khổ gì vậy, khổ à. Thì bây giờ mình ta cũng chia sẻ đoạn video này trước, thì mình ta cũng hy vọng có quý mạnh thường quân với nhau tâm, nếu mà có thương hoàn cảnh này thì mọi người cùng trợ duyên chúc đỉnh cho gia đình thì rất là khó khăn luôn của chúng chị. Bây giờ anh em cũng qua đây để chia sẻ, để kêu gọi giúp đỡ, thì hy vọng cũng có một chút đỉnh để nhang khói cho cháu. Thì hồi nãy mình ta cũng đã trích 1 triệu của cô Út nữ cũng như là chị Hồng gọi là cô nữ của chú vậy, thì đã trợ duyên nhiều cho mình tơ, thì mình tơ trích cái phần tiền này để gửi giúp những hoàn cảnh khó khăn. Rồi thì mình tơ xin hẹn của chú chị xem tiếp đô sau của mình tơ.